Một bài tập duy nhất thôi, chỉ một bài tập duy nhất giúp cho bạn có thể chống xa tử cung và làm khít nghìn khịt cô bé, dành cho những chị em muốn tập và để cải thiện vùng này. Nào, bây giờ trở về thảm và luyện tập cùng với Thuệ Giang nha. Bài tập này nó chỉ có một bài tập thôi, bởi vì có một bạn học viên hỏi rằng cô ơi, có một bài tập nào mà nó vô cùng dễ dàng mà có thể luyện tập để tác động đến vùng đó, nó cải thiện rõ rệt và có thể phòng chống xa tử cung cũng như làm khít khịt cô bé lại không? Thì đây là bài tập dành cho bạn bạn nhé. Bây giờ chúng ta trở về thảm và cùng luyện tập. Nhưng trước khi luyện tập thì Giang muốn chia sẻ với bạn một điều vô cùng tuyệt vời. Bạn có thể nhìn thấy trên mô hình này thì cái vùng khung chậu của chúng ta nó là một cái cơ cấu rất là khác biệt so với các loài động vật khác. Bởi vì mình là động vật đứng thẳng như thế này thì tất cả cái trọng lượng cơ thể nó sẽ dồn xuống dưới, đúng không ạ? Rồi khi mà dồn xuống dưới thì kể cả khi mà bạn mang thai hay bạn ăn no, bạn uống nước vào thì toàn bộ cái vùng này nó cũng sẽ nặng xuống. Tuy nhiên, làm sao để có thể cải thiện vùng chậu của mình trở nên khỏe mạnh hơn khi bạn đã có gia đình, đã sinh con, thì đây là một vấn đề mà rất nhiều chị em phụ nữ muốn cải thiện. Đặc biệt là khi sinh con xong thì cái vùng tử cung của bạn bị chảy xệ xuống hoặc bị xa xuống, nó bị cảm giác rất là khó chịu hoặc là đau tức, thì nó làm cho bạn rất là bối rối, đôi khi là mệt mỏi và thiếu tự tin. Rồi bây giờ chúng ta cùng tác động đến nó chỉ với một bài tập duy nhất thôi, nhưng ở cuối video thì Giang lại sẽ chia sẻ với bạn tại sao lại chỉ mỗi một bài tập này lại có thể giúp cho bạn được điều đó. Thì cái key cuối cùng nó ở phía cuối video, bạn nhớ xem hết video để có thể hiểu sâu hơn về bài tập này và có thể áp dụng. Tuy nhiên, một số bài tập mà có nhiều động tác thì cũng sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Nếu như bạn có ít thời gian hoặc không nhớ bài tập nào thì bạn chỉ cần nhớ mỗi cái bài tập này thôi, nó cũng giúp cho bạn rất là nhiều rồi. Nhớ xem đến hết video để biết được cái bí mật tại sao nha. Trước tiên, bạn sẽ nằm xuống như thế này cùng với Tuệ Giang. Rồi, thả lỏng một chút ha. Hai tay của bạn xuôi theo thân, úp hai bàn tay xuống thảm cho Giang. Hai chân của bạn mở rộng song song bằng hông. Rồi có thể đo khoảng cách giữa gót chân, từ gót chân đến mông như này, là một bàn chân dài như này. Bạn có thể nhìn ra nha, một bàn chân dài như này. Sau đó đưa chân trở về, rồi thả lỏng vai, nhúc nhích nhẹ vai, hông, lưng. Rồi khi mà bạn nhúc nhích nhẹ, bạn sẽ thấy là cái sự sắp xếp lại từ vùng cơ, vùng xương, khớp nó rất là dễ chịu. Rồi sau đó bạn trở về, hít vào một hơi thật sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng. Bạn đẩy hông, quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, đẩy cao lên cho Giang. Rồi kéo toàn bộ xương mu về phía xương ức, rút đáy chậu lên, nhíu hậu môn lại, siết cơ đùi đẩy lên cao nào. Đúng rồi. Sau đó hít sâu, hạ từng đốt sống hướng xuống thảm nhưng không chạm, và thở ra tiếp tục chúng ta nâng lên. Nhớ là hít bằng mũi và thở bằng miệng ha. Tiếp tục nhíu đáy chậu lại, kéo lên, kéo đáy chậu lên, nhíu hậu môn sâu lên nào, siết cơ đùi. Lần 3 hít sâu trở lại, chúng ta sẽ làm 32 lần ha. Và thở ra, bạn tiếp tục đẩy lên. Thở, hơi thở ra nhớ thở bằng miệng nhé. Thì tất cả khi hơi thở bằng miệng nó sẽ kéo đẩy hết khí ra từ ở phần dưới tử cung của bạn, và phía dưới này nó sẽ đẩy ra khí rất là nhanh. Nhíu hậu môn và kéo đáy chậu lên, rút bụng dưới lên cho Giang, siết cơ đùi, đẩy hông lên nào. Tiếp tục hít sâu, lần 4 trở lại. Và thở ra bằng miệng lên nào. Kéo đáy chậu lên nào. Nhíu hậu môn lại. Lần 5 hít sâu trở lại. Và thở ra. Khi thở ra lên hết biên độ phát là bạn phải kéo bụng dưới và rút đáy chậu lên luôn. Nhíu hậu môn lại. Rồi lần 6 hít vào trở lại. Và thở nào, nâng lên. Lần 7 hít sâu trở lại. Không chạm thảm nha. Và thở ra. Nhíu hậu môn nào, rút đáy chậu, rút lên, kéo toàn bộ bụng dưới lên. Lần 8 hít sâu trở lại. Và thở ra, bạn nâng lên nào. Rút đáy chậu lên, kéo, nhíu hậu môn lại, kéo bụng dưới lên, kéo toàn bộ phần mào chậu này, bạn luôn luôn kéo nó lên nha. Rồi lần 8 hít sâu trở lại. Và thở ra, nâng lên nào.
kéo đẩy lên, rút đáy chậu lên là rút màu chậu và tiếp tục nhíu hậu môn lại, đẩy căng lên tốt. Lần 9 hít vào trở lại và thở ra lên nào. Khi lên, thở là bạn rút luôn, kéo đồng bộ luôn và tự nhíu hậu môn lại kéo rút hết tất cả màu chậu được kéo lên. Ok, lần 10 hít sâu trở lại và thở ra nâng lên nào. Lần 11 hít vào trở lại và thở lên nào. 12 hít sâu trở lại. Nhớ hít trở lại thì bạn thả lỏng nó ra nha. Thở nâng lên, thở bằng miệng. Khi thở nâng lên là bạn nhíu và rút lên luôn. Rút lên, đúng rồi. 13 hít vào trở lại và thở nào. 14 hít sâu trở lại và thở nào. Rồi lần 15 hít vào trở lại, thở ra bạn thả lỏng. Lúc này chúng ta có thể nghỉ giữa hiệp, co hai gối lại như thế này, đan tay vào nhau, ôm gối kéo về ngực, quận xương cột hướng về thảm, mềm hai vai xuống cho ra, hít thở điều hòa. Nếu như bạn tập liền 32 lần cũng được, tùy theo bạn. Nhưng nếu bạn cảm thấy mỏi phần cơ lưng hoặc cơ đùi thì bạn có thể làm như này, thư giãn một chút, lan lưng theo chiều dọc như này đó, nó giãn cơ, nó thả lỏng một chút, sau đó lan lưng theo chiều ngang như này đó. Và tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại 15 lần nữa ha. Rồi, tiếp tục hạ chân xuống thảm, hai tay xuôi theo thân, hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị. Thở ra bằng miệng, bạn nâng hông lên, đẩy toàn bộ phần lưng dưới, lưng giữa và lưng trên. Rồi nhớ nha, siết chặt, kéo hậu môn lên, rút đáy chậu lên cho ràng, rút bụng dưới lên cho ràng. Sau đó hít vào thì trở lại. Bạn có thể di chuyển hai chân tiến về mông thêm chút nữa để tăng biên độ. Thở ra tiếp tục đẩy lên. Và thở hết ra bạn có thể kiễng gót chân. Rồi siết cơ đùi kéo rút lên. Ok, hít vào trở lại. Thở ra nâng lên. 17 nào. 18, hít sâu trở lại. Và thở ra lên nào. Auto cứ lên là chúng ta rút lên và nhíu hậu môn, rút đáy chậu, rút hết màu chậu lên nha. 19, hít sâu trở lại và thở ra lên nào. 20, hít vào trở lại và thở ra, bạn đẩy hông, nâng lên nào, nhíu lại, kéo rút hết màu chậu lên, kéo rút hết đáy chậu lên, tốt. 21, hít vào trở lại và thở ra lên nào, rút hết lên cho ra. 22, hít sâu trở lại. Nhớ là không chạm thảm nha. Thở ra nâng lên nào. 23, hít vào trở lại và thở ra nâng lên nào. 24, hít sâu trở lại và thở ra lên nào. 25, hít vào trở lại. Thở ra bằng miệng auto nha, rút đẩy lên. 26, hít vào trở lại và thở ra đẩy lên nào. 27, hít sâu trở lại và thở lên nào. Kéo toàn bộ đáy chậu lên, nhíu hậu môn nào, kéo toàn bộ bụng dưới lên, đúng rồi. 28, hít sâu trở lại, tốt lắm, và thở ra lên nào. Tốt, 29, hít vào trở lại và thở lên nào. Nhíu chặt hậu môn lại, rút đáy chậu của bạn lên. Ok, 30, hít sâu trở lại và thở ra đẩy lên nào. Kéo toàn bộ lên, rút lên. Nhíu đáy chậu lại, đúng rồi. Ok, 31, hít vào trở lại và thở ra lên nào. 31, hít sâu trở lại và thở ra lên nào. Ok, một lần nữa, 32 nha, hít sâu trở lại, cố nào, thở ra lên nào.
giữ ở đây cho Giang. Vẫn nhíu đáy chậu. Rồi nhíu rút hậu môn lên, rút đáy chậu lên. Đẩy hồng, rút toàn bộ màu chậu tử cung của bạn lên, tác động sâu nào. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hít vào, bạn hạ từng đốt sống hướng xuống thảm. Thở ra, bạn duỗi gối cho Giang. Rồi đưa hai gót chân ở phía mép thảm, bạn lắc nhẹ cổ chân như này. Lắc nhẹ nha. Chú ý đừng vội nản chí, bởi vì đôi khi có thể là bài tập dài một chút bạn sẽ thấy rất là đã. Và ở nhớ là cuối video này Giang đã hứa là sẽ chia sẻ với bạn tại sao lại làm 32 lần và tại sao chỉ một động tác này có tác dụng như thế. Nhớ nha, Giang sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn. Rồi bây giờ sau khi đã thả lỏng rồi, bạn có thể co hai gối lại. Rồi như này, bạn thư giãn thêm như này. Trong cái tư thế đạp xe này để cho cái gối của bạn nó thả lỏng ra một chút. Sau đó đạp ngược lại như này. Đó. Và đây cũng là một bài tập rất là dễ chịu. Chỉ một bài tập duy nhất thôi, rất là dễ chịu. Và làm thêm những cái tư thế để trả cơ thì nó còn tốt hơn rất là nhiều. Bây giờ bạn chống bàn tay, nghiêng người một bên, rồi nâng thân người ngồi dậy. Giang sẽ chia sẻ thêm với bạn vì sao chúng ta sẽ làm một bài tập thôi mà nó cũng đã có rất là nhiều tác dụng rồi. Thì bạn có thể thấy là ở vùng chậu và mào chậu của chúng ta với tư thế cây cầu vừa rồi, nó tác động toàn bộ đến vùng hông, khung chậu và mào chậu, và đặc biệt là tử cung. Tại sao nó có thể giúp cho bạn giúp cô bé của bạn hít khịt khịt như thế? Thì bạn có thể thấy là từng hơi thở khi mình hít mũi và thở miệng, thì thở miệng tất cả khí được đẩy từ dưới lên, và lúc này bạn đã tự thân mình đẩy kéo lên. Bạn từ cái lần thứ 10 đổ ra ấy, bạn nhìn lại cái hành trình ở buổi tập sau, hoặc là bạn xem lại video này và bạn tập lại, thì bạn sẽ thấy là ở lần thứ 10 đổ ra thì bạn sẽ thấy là khi mà bạn đẩy hông lên ấy, thì tự dưng nó sẽ siết và nó kéo rút lên và nó làm khít cô bé của bạn lại, và những cái vấn đề như là xa tử cung nó sẽ được phòng chống một cách triệt để chỉ với một bài tập này thôi. Nhưng mà sau cái bài tập này thì bạn có thể thư giãn, lắc cổ chân, cổ tay, hoặc là có thể xoay tròn cái khớp gối, hoặc là đi bộ một chút, hoặc là làm thế nào đấy để bạn giảm cái tình trạng làm bị mỏi cơ. Vì có thể những lần đầu bạn tập nó sẽ căng cứng một chút do bạn gồng lên, thì quan trọng nhất là bạn nên thả lỏng ra. Và tại sao Giang lại muốn bạn làm bài tập này thì bạn thân mến, bài tập này cũng rất là tốt cho vùng lưng và cột sống, và đặc biệt bài tập này cực kỳ tốt cho luân xa 1, luân xa 2. Hai luân xa này là hai luân xa chủ trị của toàn bộ cơ thể, giúp cho bạn có thể điều hòa được nội tiết tố bên trong. Và đặc biệt rằng nếu như bạn tập bài tập này thường xuyên thì bạn sẽ thấy khuôn mặt của bạn sẽ trở nên trẻ trung hơn, bạn sẽ thấy tướng mạo của mình trở nên đẹp hơn. Và bởi vì số 32 chính là 32 tướng tốt của Đức Phật, bạn có thể áp dụng bài tập này và chia sẻ tới những người xung quanh. Và không uổng công bạn đã ở lại cuối video này đúng không nào, nhớ là chia sẻ nha. Và để có thể tập các bài tập chuyên sâu hơn nữa, bạn có thể tham gia đăng ký khóa học chuyên sâu yoga phục hồi tử cung hay là yoga beauty để giúp cho cô bé của bạn trở nên hít hơn, đẹp hơn, và giúp cho phần tử cung của bạn cũng sẽ được hồi phục chắc chắn hơn, dẻo dai hơn, khỏe mạnh hơn, và giúp cho bạn khỏe từ bên trong và đẹp ra bên ngoài. Nhớ nha, để có thể đăng ký khóa học chuyên sâu, bạn chỉ cần nhấn vào đường link phía bên dưới hoặc là inbox cho Tuệ Giang, để có thể đội ngũ nhân viên của Tuệ Giang sẽ trả lời bạn, hoặc là Tuệ Giang sẽ trực tiếp là người tư vấn cho bạn miễn phí hoàn toàn. Và Tuệ Giang hẹn gặp bạn ở trong khóa học chuyên sâu và các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.